Kể từ khi thi sĩ Hàn Mặc Tử đi vào cõi vĩnh hằng, người đời vẫn luôn nhắc về ông. Ông là một hiện tượng độc đáo, một tài năng kỳ lạ trong phong trào thơ mới. Bích Huyền mời quý vị và các bạn lắng nghe một vài nét về thi sĩ Hàn Mặc Tử trong câu chuyện văn học nghệ thuật hôm nay. Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Chí, sinh ngày 22 tháng 9, 1912, mất ngày 11 tháng 11 năm 1940. Quê ông ở làng Lệ Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình. Ngay từ nhỏ, gia đình ông chuyển vào sống tại Quy Nhơn. Nhà nghèo, cha mất sớm, học trường Quy Nhơn đến năm thứ ba. Làm việc ở sở Đạc Điền Quy Nhơn, một thời gian bị đau, rồi mất việc. Vào Nam làm báo ở Sài Gòn, ít lâu lại trở về Quy Nhơn. Sau đó bị bệnh hồi, đưa vào bệnh viện ở Quy Nhơn, rồi mất ở đó. Hàn Mặc Tử làm thơ từ năm 16 tuổi, lấy hiệu là Phong Trần, rồi Lệ Thanh, đến năm 1936, khi phụ trách phụ chương văn chương báo Sài Gòn Mới, đổi hiệu là Hàn Mặc Tử, là một tài năng lớn của phong trào thơ mới. Hàn Mặc Tử sáng tạo nhiều bài thơ tuyệt hay như Mùa Xuân Chín, Đây Thôn Vĩ Dạ. Bên cạnh những vần thơ hết sức trong sáng là một thế giới hình tượng kỳ lạ đầy ghê sợ, thể hiện một hồn thơ đau đớn, điên loạn, những dòng thơ viết bằng máu và nước mắt. Hàn Mặc Tử chết sớm năm 28 tuổi. Thơ ông là bằng chứng của một chàng trai trẻ tài hoa, có tâm hồn luôn yêu đời, khao khát cuộc sống, nhưng cuộc đời cay nghiệt đã bắt ông phải lìa bỏ sớm. Cho nên trong thơ Hàn Mặc Tử, chúng ta có thể cảm nhận được cả một thế giới bên trong vô hình đang lâm vào niềm tuyệt vọng, là tiếng nói vô vọng của một thân phận bị dồn đẩy đến cùng cực, chới với bên miệng vực của thần chết mà ngoái nhìn nuối tiếc cuộc đời. Sinh thời, Hàn Mặc Tử đã từng được Phan Bội Châu khen ngợi: từ về nước đến nay, được xem nhiều thơ văn quốc âm, song chưa gặp được bài nào hay đến thế. Hồng Nam Nhạn Bắc ước ao có ngày gặp gỡ để bắt tay nhau, cười to một tiếng, ấy là thỏa hồn thơ đó. Có lẽ ông già Bến Ngự là người đầu tiên giới thiệu Hàn Mặc Tử với công chúng, động viên nhà thơ trẻ tự tin trên con đường sáng tạo. Năm 1936, với tập Gái Quê, thi nhân họ Hàn đã làm xôn xao dư luận trong phong trào thơ mới, đặc biệt khi Trường Thơ Loạn và tập Thơ Điên xuất hiện, giới phê bình lắm người khen, chê. Chúng ta hãy xem tác giả thi nhân Việt Nam nhận xét: tôi đã nghe người ta mạt sát Hàn Mặc Tử nhiều lắm. Có người bảo Hàn Mặc Tử thơ với thần gì, toàn nói nhảm. Có người nghiêm khắc hơn nữa: thơ gì mà rắc rối thế, mình tưởng có ý nghĩa khuất khúc, cứ đọc đi đọc hoài thì ra nó lừa mình. Trong báo Ngày Nay số 122, Xuân Diệu viết bài thơ Của Người, có lẽ cũng nhằm ám chỉ các thi sĩ Trường Thơ Loạn ở Bình Định bằng một thái độ phủ nhận. Hãy so sánh thái độ can đảm kia, thái độ của những nhà chân thi sĩ, với những cách đột nhiên mà khóc, đột nhiên mà cười, chân vừa nhảy, miệng vừa kêu: tôi điên đây, tôi điên đây. Điên cũng không dễ làm như người ta tưởng đâu. Nếu không biết điên, tốt hơn là cứ tỉnh táo như thường mà yên lặng sống. Nhưng cũng lắm người ca tụng, nhận xét về Hàn Mặc Tử, một tài năng lạ của một thời. Chế Lan Viên viết: tôi xin hứa hẹn với các người rằng mai sau, những cái tầm thường mực thước kia sẽ biến tan, và còn lại của các thời kỳ này, chút gì đáng kể, đó là Hàn Mặc Tử. Tỉnh táo và sâu sắc, Trần Tái Phùng đã không ngần ngại phô bày vẻ đẹp tuyệt mỹ của thơ ca Hàn Mặc Tử. Nghệ thuật chàng tựa một con sông dài đi xuyên qua thế kỷ chúng ta,
và hai bờ sông dàn bày không biết bao nhiêu là cảnh sắc khác nhau, đẹp đẽ đến say ngợp, đến tê liệt cả lòng người. Trần Thái Phùng đã ví thơ tử với những khung cảnh thần tiên của thời thượng cổ theo hội họa của Puccini, Millet và Murillo. Bước vào thơ Hàn Mặc Tử, người ta không khỏi có cảm giác phân tâm, bởi mạch thơ ông luôn là một mạch kết cấu của một dòng thơ bất định, tuôn chảy theo niềm cảm xúc, phản ảnh một tâm trạng luôn bất ổn trong cuộc sống. Bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ trong tập Thơ Điên là một tác phẩm nổi bật phần nào tiêu biểu cho dòng thơ của ông. Thưa quý vị và các bạn, Vĩ Dạ là một thôn gần sát ngay cố đô Huế. Làng ấy ngày xưa là nơi các vương hầu, hoàng tộc và các gia đình quyền quý cư trú. Vĩ Dạ là một làng khá tiêu biểu cho phong cách sống trầm mặc, khép kín của xứ Huế. Nhà nào cũng có hàng rào, dâm bụt, cắt xén gọn, tươm tất. Vào sân, vườn là những chồi cây cảnh, xen kẽ hoa trái. Sau vườn là các khóm rau, có khi có cả vạt bắp, và bậc cấp xuống mé sông Hương. Nhà vườn và tính chất an nhiên là một nét tiêu biểu của thôn Vĩ Dạ. Hồi ở Quy Nhơn, những năm 1932-33, Hàn Mặc Tử có một mối tình với cô Hoàng Thị Kim Cúc. Cha cô Cúc làm ở Sở Đặc Điền, và Hàn Mặc Tử cũng làm việc ở đó. Thời gian sau, ông bỏ vào Sài Gòn làm báo. Khi trở về Quy Nhơn, thì gia đình cô Cúc đã chuyển về Huế, ở thôn Vĩ Dạ. Ít lâu sau, biết Hàn Mặc Tử mắc bệnh nan y, đang đau đớn và cô đơn tại bệnh viện Phong Cồi Quy Hòa, người em họ gợi ý cô Cúc gửi một bưu thiếp thăm hỏi sức khỏe của Hàn Mặc Tử. Hàn Mặc Tử làm bài thơ này đáp lại như một lời cảm ơn. Sao anh không về chơi thôn Vĩ, nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên, vườn ai mướt quá, xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền. Gió theo lối gió, mây đường mây, dòng nước buồn hiu, hoa bắp lay, thuyền ai đậu bến sông trăng đó, có chờ trăng về kịp tối nay. Mơ khách đường xa, áo em trắng quá, nhìn không ra, ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Văn chương cũng như cuộc đời, mang thăng trầm của giông bão, chịu những định kiến từ quan điểm giai cấp hay phê phán hữu huynh. Từ sau năm 1945 đến năm 1986, dòng văn chương lãng mạn đã không được chế độ cộng sản chấp nhận. Chính sách đánh giá lạc học này từ một nền thẩm mỹ đóng khung đã làm cho bao thế hệ học sinh bị thiệt thòi trong việc tiếp cận những áng văn thơ tuyệt tác của đất nước. Văn chương theo đất nước rẽ vào những nhánh sông đổi mới, tuy chưa ra biển lớn, Đây Thôn Vĩ Dạ đã tìm lại vị trí xứng đáng của một thi phẩm tuyệt tác, của một bài thơ lớn trên thi đàn Việt Nam. Dòng nước buồn thiêu hoa bắp lay từng là thân phận của Đây Thôn Vĩ Dạ, ngày nay đã được giảng dạy trong chương trình trung học phổ thông. Một tiếng thơ lớn là một tiếng thơ mà lịch sử không thể nào xóa được. Sao anh không về chơi thôn Vĩ? Sao nắng hàng cau nắng mới lên, vườn ai mướt quá xanh như lá trúc che ngang mặt chữ điền. Gió mây
nước buồn thiếu hoa bắp này, thuyền ai đậu bên sông Trăng có chờ trắng đẹp tối nay. Mơ khách đường xa, khách đường xa, áo em trắng quá khói mơ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Với giọng hát Bảo Yến trong ca khúc Đây Thôn Vĩ Dạ, Võ Tá Hân phổ thơ Hàn Mặc Tử, Bích Huyền xin tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong câu chuyện văn học nghệ thuật kỳ tới. Dòng nước buồn thiếu hoa bắp này, thuyền ai đậu bên sông Trăng có chờ trắng về kịp tối nay. Mơ khách đường xa, khách đường xa, áo em trắng quá nhìn không ra. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai tình ai có đậm đà.